Chào mừng các bạn trở lại với Last Day on Earth Survival, cùng tôi là Mr. Popcorn đây. Như các bạn đã biết, ở trong Cadena chúng ta có sự kiện là Weekend Laboratory Octopod. Sự kiện này trong đấy chúng ta có Ska tăng 50% sát thương ở chế độ thường, và chúng ta có thể nhặt được Carbon Composite và Factory Pass khi giết những con zombie nha các bạn. Và chúng ta có nhiệm vụ là đả thương 3.000 sát thương, giết Carrion MK7 và giết 90 zombie các bạn ạ. Vậy là sự kiện này khá là xịn nếu các bạn cần Carbon Composite và Factory Pass nha các bạn. Không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng tiến vào Sector A1 nào các bạn. Nếu các bạn thắc mắc thì đây là mod của shotgun của tôi nha các bạn. Và đây là mod của AK của tôi nha các bạn. Có thể mở phòng với cái này các bạn ạ. Tôi sẽ chọn cái này nha các bạn. Cùng tiến vào nào các bạn. Ui dồi ôi, con đấy là con gì nhỉ các bạn nhỉ? Acid Melter, cái định mệnh. Tôi bị nó nhổ vào người các bạn ạ. Thế là toi bộ giáp của tôi rồi. Đấy, Carbon Composite này các bạn này, quá tuyệt vời luôn. Đây là Acid Melter, nó sẽ làm giảm giáp của bạn một cách nhanh chóng nha các bạn. Thật là đáng buồn các bạn ạ. Thế nó điên chứ. Và đây là thẻ của A các bạn ạ. Giết con Spore Spreader này nào các bạn. Có cái xác chết gì kia nhỉ? Tôi bỏ qua cái xác chết đấy à? Dở hơi thật đấy. Từ từ đã, đây là cái gì đây? Khóa à? Được rồi, không có gì cả các bạn ạ, cùng tiếp tục nào. Nếu các bạn chưa biết thì đây lần đầu tôi chạy phòng thí nghiệm nha các bạn, nên là còn nhiều bỡ ngỡ cả. Lại Carbon Composite kìa, tuyệt quá các bạn ạ. Cái này nó như kiểu phóng xạ ở băng cơ 3V ấy, nó từ máu tổng máu của mình các bạn ạ. Cùng tiếp tục nào các bạn. Lắp súng vào nào. Ôi từ từ đã, có cái con gì kia. Acid Melter các bạn ạ. Ôi giời ơi, lại bị nó xịt vào người rồi. Thôi xong rồi, thế này là to bộ giáp của tôi rồi các bạn ạ. Ui giời, cái bọn này nó hét nắm thế không biết nữa. Đáng ghét thật đấy. Factory Pass này. Nhìn xem bộ giáp của tôi này. Ui giời đất ạ, đau lòng thật đấy. Tôi gà quá các bạn ạ, toàn để Acid Melter nó phun độc thôi. Quá là bực mình luôn. Thôi xong. Bộ này căng rồi đấy. Ui dồi ôi, cái gì vậy trời. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chết tôi rồi.
Úi rồi. Thế này nó có điên không cơ chứ? Ôi trời ơi. Tôi gào quá các bạn ạ. Một cái reanimator đã bị hy sinh rồi. Trời ạ. Tôi cảm giác quá là thất bại luôn các bạn ạ. Đừng như tôi nhé. Chưa gì đã hỏng một bộ giáp rồi. Không hiểu kiểu gì luôn. Phụ này căng à. Chán quá các bạn ạ. Và trong căn phòng này có một con boss nha các bạn. Theo tôi nghĩ đấy là con boss khó nhất của cái phòng thí nghiệm này các bạn ạ. Cùng xử lý nó với khẩu AK nào các bạn. Tôi cảm giác gào quá các bạn ạ. Chưa gì một reanimator đã ấy rồi. Tất cả cũng là do con acid melter nó cứ nhả độc tôi. Thôi rồi. Lại là acid melter à? Rồi. Nó là acid melter các bạn ạ. Vậy là lại xong bộ giáp của tôi rồi. Chứ nó có điên không luôn chứ. Ghét con acid melter này không tả được các bạn ạ. Bực hết cả mình. Cáu không tả được luôn. Con acid melter này. Tao ghét mày. Lại giáp lại sắp hỏng rồi. Cái này nó điên không được chứ. Ôi dồi ôi. Mình mang AK ra thôi các bạn. Lại acid melter này. Cái phòng thí nghiệm này kiểu gì vậy? Toàn acid melter không à? Thế này làm sao mà chơi lỗ không biết nữa. Bực hết cả mình các bạn ạ. Lại acid melter. Các bạn không nào tin được cái trò này các bạn ạ. Cái game này bị làm sao ấy. Bực lắm ở đây các bạn ạ. Bực không thể tả được. Và đây tôi có thể vào được cái này. Thì như cái phòng này phải có cái passport thì các bạn mới vào được nha các bạn. Vậy là hình như là chúng ta đã xong sector A1 rồi các bạn ạ. Các bạn chờ tôi một tí nha các bạn. Để tôi xem nào có cái hòm nào mà tôi chưa lấy không các bạn ạ. À hết khí độc rồi này các bạn. À đây. Cho con spider này tăng xuất khỏi trái đất nào các bạn. Và đây là một cái hòm nữa các bạn ạ. Không có gì đặc biệt cả. Và đây chúng ta là
con boss nha các bạn. Để không mất thời gian các bạn, tôi sẽ vào đây để lấy giáp nha các bạn. Lấy squad armor vậy. Con boss này khá là khó nha các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển được thôi các bạn ạ. Với khẩu neutralizer này không sợ bố con nhà nào hết. Các bạn hãy dụ con boss vào cái góc này nha các bạn. Ôi giời, thôi. Không sao các bạn ạ, vẫn ổn. Ui giời, các bạn phải giết nhanh mấy con này nha các bạn. Rồi. Và chúng ta lại tiếp tục thôi các bạn. Phải giết nhanh mấy con này, không rất là nguy hiểm nha các bạn. Không được để nó chạm vào con này các bạn ạ. Rồi chập vật mấy cái con boss này các bạn ạ. Úi giời, kẹt rồi các bạn ạ. Sao máu tôi bị trừ nhiều ấy nhở các bạn ơi, không hiểu kiểu gì luôn. Này, đừng có làm thế. Thôi xong rồi. Ôi dồi, sống các bạn ạ, tôi sống các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là tôi sẽ cho các bạn biết thôi xong rồi. Thôi xong rồi, thế là mất một cái reanimator rồi các bạn ạ. Vậy là xong. Chúng ta được 3 cái xương lớn các bạn ạ. Thật là thất vọng khi chúng ta để chết các bạn ạ. Các bạn phải giết nhanh mấy cái con ký sinh trùng lớn đấy, vì nó sẽ chạm vào cái con boss thì nó sẽ làm lổ tung cả phòng đấy nha các bạn. Khá là đau lòng các bạn ạ khi chúng ta để thua. Tôi sẽ quay lại với các bạn. Vậy là chúng ta đã được 5 Carbon Composite và 5 Factory Pass cho Sector A1 nha các bạn. Khá là được các bạn ạ. Không nhiều nhưng mà cũng được các bạn ạ. Và chúng ta trở lại nha các bạn. Các bạn nhớ là phải cho cà rốt vào đây nha các bạn, thì các bạn mới tiếp tục đi tiếp các sector tiếp theo được các bạn ạ. Cùng chọn nào. Không đói bụng không khát. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái này các bạn ạ. Cùng chuyển nó các bạn. À quên. Tôi làm mất cái reanimator rồi các bạn ạ. Đây là cái reanimator thứ 3 rồi các bạn ạ. Thế nó mới đau lòng chứ. Cái thượng đầu tiên thì do cái bọn acid melter chết tiệt, còn cái thứ hai là do con boss
nét co gì đấy cực trâu các bạn ạ. Con boss khó nhất của phòng thí nghiệm, tiếc là đến gần cuối thì chúng ta lại để thua con boss đấy, khá đau lòng các bạn ạ. Tôi tưởng tôi có thể giết nó trong đúng một lần, đúng một mạng các bạn ạ, hơi bị đều. Lại được carbon composite rồi các bạn ạ. Con gì kia? Toxic fuel các bạn ạ. Ui dồi ôi, giót rồi, giót cũng trâu các bạn ạ. Con đấy có thể hồi máu nha các bạn. Slash rồi cũng trâu. Ui dồi ôi, toàn cái con trâu chó ở cùng chỗ các bạn. Toán thành phần nguy hiểm đó các bạn ạ. Thế nó mới kinh chứ. Ờ thế này thì đi lối nào nhỉ các bạn nhỉ. Thôi cứ mở đại về. Con gì kia? Con Six Spear các bạn. Úi dồi ôi, Slasher thì chúng ta có thể dọn dẹp dễ dàng thôi. Chết này, đáng ghét. Tôi vẫn bị trừ máu các bạn ạ. Thế nó mới kinh chứ. Trong căn phòng này đây có gì cả các bạn ạ. Sao lại khóa nhở các bạn nhỉ. Bực mình thật. Cùng mở căn phòng này nào. Sai điểm tiếp. Nhà khoa học các bạn ạ. Với lại thành phần Slasher đáng ghét này. Chết đi. Hồi máu rồi các bạn. Ồ trong này có cái hòm này, cùng mở xem có cái gì nào các bạn. Lấy bọn zombie đều đều các bạn ạ. Skimmer vô vẩn. Còn zombie nào cũng đáng nhất cả. Không có con nào mình thích cả. Ôi dồi ôi đây. Ô đi. Làm cái trò vớ va vớ vẩn. Bực hết cả mình. Cùng mở căn phòng này nào các bạn. Scientist vớ vẩn các bạn ạ. Không có gì cả. Lại được phát con đi phát rồi. Ok. Không ai ưa mày đâu. Slasher. Tôi phải cẩn thận mới được các bạn ạ. Vì đang có chảy máu các bạn ạ. Trong căn phòng này đấy có gì cả. Một số căn phòng này rất là vớ vẩn vì chẳng có gì cả các bạn ạ. Nên là không phải căn phòng nào các bạn cũng nên dọn dẹp đâu nhé các bạn. Này thêm một khẩu shotgun nào các bạn. Cùng mở căn phòng này nhé. Tiêu rồi các bạn ạ. Mấy con ký sinh trùng đáng chết. Chết hết đi cho nó đẹp trời các bạn ạ. Lại căn phòng này lại không có gì cả các bạn ạ. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta vẫn được phát to đi phát với cả carbon
composite các bạn ạ, cho những cái con zombie này. Ôi dồi ôi, tôi bị kẹt các bạn ạ, tôi thề là quả đấy tôi bị kẹt. Tôi may là toxic fuel các bạn ạ, không phải là acid melter các bạn ạ. Explorer từ bắp chết đi cho nó cho rộng đất đấy, lại carbon composite tiếp rồi các bạn ạ. Tuyệt đấy, phải để ý giáp của tôi mới được, giáp gần hết thì tôi phải thay mới được. Chứ như lần trước tôi bị chết vì cái tội hết giáp các bạn ạ. Sao khô máu với mày luôn. Úi dồi, cái gì đấy? Các bạn đừng để điện giật nha. Tôi cũng chẳng muốn thử nữa vì tôi không biết là nó mạnh bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng đếch muốn thử. Úi dồi, một đống zombie liền. Úi dồi, 60 máu các bạn ạ. Cái bọn đần độ này toàn thành phần đáng ghét cả. Chết hết đi cho đỡ trời đất. Cái gì vậy các bạn ơi? Điện giật các bạn ạ. Đây là những lúc mà khẩu AK có thể tỏa sáng được nha các bạn. Thay giáp thôi các bạn ạ. Ôi, chạy được qua một lượt này các bạn này, quá tuyệt vời luôn. Tôi nghĩ là chúng ta sắp đến màn trùm của cái sector này rồi các bạn ạ. Không ai ưa mày cả. Lại được carbon composite nữa rồi các bạn ạ. Sướng quá các bạn ạ. Ô, căn phòng này mở được này. Nó chẳng có zombie nào cả. Buồn cười thế nhỉ. Lại một căn phòng nữa mở mà chẳng vì lý do gì các bạn ạ. Tôi đến chịu thôi. Không hiểu kiểu gì luôn. Nhất phải có cái hòm gì đấy chứ các bạn ạ. Không có gì luôn. Không hiểu kiểu gì. Ôi dồi ôi, thôi đi. Thôi đi ơi. Bị mệnh thật đấy. Cáu quá đi mất các bạn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Exploder các bạn ạ. Còn zombie vẫn vậy. Ôi thôi. Thôi xong rồi. Hôm nay làm ăn chán quá các bạn ạ. Nói chung là cũng là lần đầu tôi chạy phòng thí nghiệm nên là các bạn thông cảm cho nhé. Tôi còn gà lắm. Lần đầu chạy phòng thí nghiệm nên là các bạn thông cảm cho nhé. Các bạn thân yêu của tôi. Này toxic spill. Đấy, chẳng qua tôi muốn cho các bạn xem khi các bạn bị exploder nổ thì sẽ như thế nào thôi các bạn ạ. Chứ không phải là tôi cố tình đấy các bạn ạ. Chứ không phải là tôi do tôi gà đâu. Ôi dồi ôi dồi. Xong phim.
Mở rồi. Và đây là hình, đây là hình như màn boss rồi các bạn ạ. Và như chúng ta không còn chần chờ gì nữa, triển thôi nào các bạn. Đếch sợ con boss này, con boss này tuổi gì. Ôi bị điện giật cho sống lại kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, lại bị giậm tiếp rồi. Vẫn có thể bắn thôi nha các bạn. Vẫn có thể bắn nó từ đây nha các bạn. Thì mấy cây của chúng ta có tầm xa nữa các bạn. Lại bị giậm rồi. Ôi dồi ôi. Ôi xong rồi. Quả tôi nghĩ tôi đã chết rồi các bạn ạ. Không, chúng ta đã thắng các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Vậy là chúng ta xong Sector A2 rồi các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Và chúng ta lại phải tiếp tục cho cà rốt vào cái máy này nha các bạn. Các bạn có thể cho nguyên liệu khác nhưng mà tôi sẽ cho cà rốt các bạn ạ. Vì cà rốt là tuyệt nhất các bạn ạ. Các bạn chờ tí là tôi lấy súng thêm súng nhá. À quên. Xong A1 với cả A2 thì A1, A2 thì chúng ta được 10 carbon composite với 10 factory pass nha các bạn. Cũng được các bạn ạ. Không nói tệ. Các bạn đừng quên theo dõi kênh Thả Thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.